Taylor about the fucking flex. Từ những cái nhà mốt như Chanel, Ralph Lauren sẽ pass down xuống những tầng lớp trung lưu, xuống dưới nữa là tầng lớp đại chúng, tùy theo cái phân khúc mà bạn quyết định. Nếu mà cái phân khúc mà designer thì dĩ nhiên là cái creative, cái sáng tạo là cái đầu tiên. Tuy nhiên khi mà đã xuống phân khúc của fast fashion thì sự sáng tạo không phải là yếu tố quan trọng nhất nữa.